Thời điểm ngày 4 tháng 6, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát, bộ đội, dân quân tự vệ Đà Nẵng đã bao vây quanh đèo Hải Vân để truy bắt Triệu Quân Sự đang lẩn trốn trên đó. Thậm chí, chó nghiệp vụ và thiết bị bay không người lái Flycam cũng đã được huy động để tổ chức bắt giữ. Thế nhưng, lúc đó Triệu Quân Sự như không cánh mà bay. Trước đó, sau khi lẩn trốn khỏi trại giam T10 vào chiều ngày 3 tháng 6, Sự chạy vào rừng trốn. Tối cùng ngày, đối tượng đã ăn trộm một xe máy hiệu Sirius của một người dân ở tỉnh Quảng Ngãi và cướp giật một điện thoại di động của người gác chốt đường tàu. Sau đó, Sự chạy xe mang điện thoại ra thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, bán với giá 700.000 đồng, rồi lấy tiền đổ xăng. Đồng thời, đối tượng này cũng khai nhận đã trộm quần và áo pull của người dân để mặc khi chạy trốn. Sự khai nhận, sau khi đến khu vực đèo Hải Vân, bị cảnh sát giao thông truy đuổi, hắn vứt xe máy, chạy lên đèo bỏ trốn và chờ trời tối rồi men theo đường rừng xuống biển để vào trung tâm Đà Nẵng. Sau đó, Sự đi vào thành phố Hội An, rồi vào thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Tại đây, Sự vào quán Internet để chơi game. Đến 20 giờ tối ngày 18 tháng 6, Triệu Quân Sự bị bắt khi đã ngồi chơi game liên tục 4 ngày đêm tại quán. Hắn chỉ ra ngoài một lúc vào ban đêm, rồi quay lại quán chơi game tiếp.